Thua thảm 0-2, huấn luyện viên Shin Tae-yong hoảng loạn phát biểu buồn cười, cả Việt Nam vỡ òa sung sướng. Huấn luyện viên Shin Tae-yong, Indonesia thua Việt Nam vì không quen sân. Huấn luyện viên Shin Tae-yong đổ lỗi do không quen mặt sân thi đấu là phần nguyên nhân khiến Indonesia thất bại trước Việt Nam ở bán kết lượt về AFF Cup 2022. Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam chơi tốt ngày hôm nay. Tôi xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam đi tiếp, giữ sạch lưới của mình. Huấn luyện viên Shin Tae-yong mở đầu phần họp báo sau trận thua 0-2 của Indonesia trước Việt Nam ở bán kết lượt về AFF Cup 2022. Nói về thất bại trước đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Shin Tae-yong cho rằng mặt sân Mỹ Đình là một phần nguyên nhân quan trọng khiến Indonesia thất bại trước đội chủ nhà. Đội tuyển Việt Nam thường chơi trên sân này. Với chúng tôi, đây là sân không quen thuộc. Ở bàn thắng đầu tiên, thủ môn của tôi không làm tốt với vai trò của anh ấy. Hôm nay chúng tôi không được tốt như ở trận lượt đi khi đá trên sân nhà ở Jakarta. Chúng tôi từng chơi trên sân này ở SEA Games nhưng vẫn chưa thích nghi được. Đó là lý do khiến chúng tôi chơi chưa như kỳ vọng và nhận thất bại này, nhà cầm quân Hàn Quốc nói. Trước khi trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 diễn ra, huấn luyện viên Shin Tae-yong phát biểu rằng Indonesia hiện tại đã ngang hàng với Việt Nam và Thái Lan ở Đông Nam Á. Khi được phóng viên hỏi quan điểm ra sao khi tiếp tục chưa thể thắng Việt Nam tại Đông Nam Á, ông Shin Tae-yong cho biết, chúng tôi còn nhiều việc phải làm để phát triển bóng đá Indonesia. Về kết quả này, tôi cảm thấy có lỗi với người hâm mộ Indonesia. Chúng tôi rõ ràng gây sự thất vọng cho các cổ động viên của mình. Tôi cần phải phân tích kỹ hơn. Hiện tại, tôi chưa thể chắc chắn điều gì để hướng tới sự phân tích đấy. Huấn luyện viên Shin Tae-yong cho biết cần phải có thời gian mổ xẻ lại thất bại sau trận thua trước tuyển Việt Nam. Nói về hai bàn thua sớm ở đầu mỗi hiệp, ông Shin bày tỏ, tôi luôn nói với các cầu thủ của mình phải tập trung tối đa 5 phút đầu và 5 phút cuối. Đội tuyển Việt Nam đã có màn thể hiện tốt trong bàn thắng đó. Trong khi thủ môn của tôi không có sự tập trung, làm tốt trong thời gian đó. Bàn thua thứ hai cũng tương tự, cầu thủ của tôi đã không giữ được sự tập trung. Huấn luyện viên Park Hang-seo hạnh phúc, tự hào về các học trò sau chiến thắng trước Indonesia để vào chung kết AFF Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam đã phá rớp 26 năm chưa thể thắng Indonesia ở AFF Cup. Trước trận đấu, tôi nói với các cầu thủ, các anh phải phá kỵ dơ như thế này để bậc đàn em trong tương lai không phải sống trong áp lực nữa. Tôi đã dặn dò họ như vậy. Ngày hôm nay, tôi đã có một trận đấu tốt trên sân nhà. Nó còn có ý nghĩa nữa là chúng ta vào đến trận chung kết. Tôi thực sự tự hào vì những nỗ lực của các cầu thủ ngày hôm nay. Huấn luyện viên Park Hang-seo mở đầu buổi họp báo sau chiến thắng 2-0 trước Indonesia ở bán kết lượt về, qua đó giành vé vào chung kết AFF Cup 2022. Trước khi trận đấu diễn ra, huấn luyện viên Shin Tae-yong đã đăng tải video công kích Văn Hậu trên mạng xã hội. Ở trận đấu này, các cầu thủ Indonesia liên tục có những pha vào bóng quyết liệt hướng về hậu vệ của Việt Nam. Khi được truyền thông hỏi về điều này, ông Park cho biết, tôi và huấn luyện viên Shin trước trận đều lo lắng, nhạy cảm, có thể chúng tôi có lời qua tiếng lại. Sau trận đấu, mọi chuyện ngã ngũ rồi, thì tôi trở lại bình thường thôi, không có vấn đề gì cả. Nhưng tôi nghĩ, việc khiêu khích đội bạn là không nên. Tôi không xài mạng xã hội hay Facebook nên không thể bàn về vấn đề này. So với trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam dường như lột xác về chuyên môn. Các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã tạo ra thế trận áp đảo, chơi trên chân đối thủ trong suốt 90 phút. Ông Park cho biết đã có một số điều chỉnh để đội nhà gây bất ngờ trước Indonesia. Sau trận đầu tiên ở Indonesia, chúng ta đá 3-4-3 và có kết quả hòa. Khi về nước, chúng tôi phân tích kỹ lại lối chơi của họ. Lối chơi của họ đá phản công nhanh. Bàn của Tiến Linh đúng theo phân tích của chúng tôi trước đó. Đội này khá yếu ở bóng bổng. Thực tế, không gian phía sau lưng của hệ thống phòng ngự Indonesia khá yếu. Hôm nay, chúng tôi đã khai thác vào vị trí đó và thành công, nhà cầm quân người Hàn Quốc tiết lộ. Năm nay là năm thứ 5, tôi đảm nhiệm chức vụ huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Bây giờ có nhiều cầu thủ trưởng thành so với 5 năm qua. Các bạn trưởng thành về kỹ thuật lâu rồi. Thực ra đội tuyển quốc gia không phải đội tuyển thanh thiếu niên. Chúng tôi không có thời gian chỉnh sửa, sửa đổi để làm mọi thứ như đội trẻ. Tôi chỉ có phương châm dùng nguồn lực tối đa để phát huy các cầu thủ. Các cầu thủ của tôi trưởng thành về mặt kỹ thuật và tôi cực đại hóa năng lực của họ. Vừa rồi, chúng ta đá vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Họ có thêm những kinh nghiệm để vận hành trận đấu. Tôi nghĩ bây giờ họ hơn một bậc các đội khác ở Đông Nam Á vì có những trải nghiệm đáng quý như thế. Họ đã biết cách tự học, tự lĩnh hội cách chơi bóng. Ông Park trả lời khi được phóng viên Hàn Quốc hỏi về đội tuyển Việt Nam đã lên tầm cao mới dưới sự dẫn dắt của mình. Vượt qua Indonesia với màn trình diễn hết sức thuyết phục, đội tuyển Việt Nam đã phá vỡ lời nguyền và lật trang sử mới, không chỉ trong lịch sử đối đầu với Indonesia mà còn con đường tiến vào chung kết. Bất lực trước Indonesia trong lượt bán kết lượt đi trên sân Bung Karno,
đội tuyển Việt Nam tiếp tục chuỗi ngày thi đấu bế tắc trước đội bóng xứ vạn đảo trong lịch sử đối đầu ở Á Cup. Cho rằng thế là bởi trong lịch sử chạm trán với Indonesia, đội tuyển Việt Nam thậm chí còn có thành tích đối đầu kém hơn cả giáp mặt với Thái Lan khi chưa từng thắng sau Á Cup 1996. Theo đó, ngoại trừ trận thắng trong trận tranh hạng 3 ở Á Cup năm 1996, đội tuyển Việt Nam sau đó từ hòa đến thua trước Indonesia ở sân chơi này mỗi khi giáp mặt với đội bóng xứ vạn đảo. Trận hòa ở lượt đi bán kết Á Cup 2022 là lần thứ 9 đội tuyển Việt Nam không thể thắng đối thủ. Với chuỗi trận đấu ấy, nên người hâm mộ có chút lo lắng về sự kỵ dơ trong cuộc tiếp đón đối thủ trên sân Mỹ Đình. Nhưng trong một cỗ máy vận hành trơn tru, đồng bộ, trong lúc hàng công bùng nổ với cú đúp bàn thắng của Tiến Linh, đội tuyển Việt Nam đã phá vỡ lời nguyền kéo dài 1/4 thế kỷ ấy để lần đầu tiên hưởng cảm giác chiến thắng kể từ năm 1996. Thắng lợi chung cuộc với tổng tỷ số 2-0 còn giúp cho đội tuyển Việt Nam lật một trang sử mới nữa trong lịch sử Á Cup 2022. Theo đó, đội tuyển Việt Nam đã phá bỏ công thức 10 năm một lần cho việc lọt vào trận tranh cúp. Trước đó, đội tuyển Việt Nam chỉ có thể lọt vào chung kết Á Cup sau 10 năm, 1998, 2008 và 2018. Nếu đúng theo công thức ấy, thì đội tuyển Việt Nam phải đợi đến năm 2028 mới vào lại chung kết. Đó thực sự là một chặng đường dài đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, Tiến Linh và đồng đội đã xé rào khi chỉ 4 năm sau chức vô địch Á Cup 2018, đội tuyển Việt Nam lại vào chung kết, rút ngắn đáng kể khoảng cách giữa các lần trước đó. Đây là lần thứ tư vào chung kết của đội tuyển Việt Nam tại Á Cup. Trong các lần vào chung kết này, đội tuyển Việt Nam đã 2 lần lên ngôi vô địch vào các năm 2008 và 2018. Hy vọng thầy trò ông Park Hang-seo sẽ tiếp nối mạch chiến thắng của hai kỳ Á Cup gần nhất để lần thứ 3 lên ngôi vô địch Đông Nam Á. Đó cũng là cái kết mỹ mãn cho mối lương duyên với huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam, đồng thời mở đầu cho một năm đầy kỳ vọng của bóng đá Việt Nam. Truyền thông Indonesia, Việt Nam đã tạo bất ngờ trên sân Mỹ Đình. Sau lượt trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình giữa Việt Nam, Indonesia, giới truyền thông xứ vạn đảo đã dành những sự tiếc nuối cho đội tuyển của họ. Đặc biệt, giới truyền thông đã cho rằng Indonesia đã quá đáng tiếc khi bỏ lỡ những cơ hội ở trận bán kết lượt đi. Việt Nam đã tạo nên bất ngờ trên sân Mỹ Đình, đó là nhận định của CNN Indonesia khi nói về trận bán kết lượt về giữa Việt Nam, Indonesia trên sân Mỹ Đình. CNN Indonesia đã viết, bàn mở tỷ số quá sớm ngày phút thứ 3 của Tiến Linh khiến lối chơi của Indonesia bị phá sản, họ nôn nóng và bị cuốn vào lối chơi có phần tiểu xảo của đội chủ nhà. Kết quả là nhận thêm một bàn thua nữa ngay phút thứ 48 từ một quả phạt góc. Trong khi đó, trang Super Bowl viết, tiếc là Indonesia đã không tận dụng được lợi thế khi chơi trên sân nhà, trong khi đối thủ của chúng ta là Việt Nam đã làm rất tốt điều này. Nếu tận dụng được cơ hội ở trận lượt đi trên sân nhà, khi ấy, thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong đã không gặp khó ở trận lượt về như vừa qua, đặc biệt là trong tình huống Việt Nam đã mở tỷ số từ rất sớm. Trong khi đó, tờ OK Bola đã dành lời khen tặng cho tiền đạo Nguyễn Tiến Linh khi cho rằng cậu ấy là sự khác biệt rất lớn của tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt về này. Bàn mở tỷ số từ rất sớm của Tiến Linh đã khiến các học trò của huấn luyện viên Shin Tae-yong bối rối và bị cuốn vào lối chơi của đối thủ. Chưa kể, bàn nâng tỷ số lên 2-0 của chân sút mang áo số 22 đã đặt dấu chấm hết cho Indonesia.